Dạ con. Tờ. Tờ. Nãy giờ nè hẹp đi hẹp lẹ ba nó đi hẹp lẹ cái đấy ba cái đấy cái đấy Ừ. Cho mình. Coi. Bây giờ nóng thật chứ. Nào về tắm bên kia thì về luôn. Nóng thì tắm. Ai mà không tắm là bắt đầu tiền đấy nhỉ. Thật đấy ạ. Mỗi ngày nào? Đầu tiền mới về uống tiếp. Nhất là hôm nay này. Hôm nay là mất tiền nhiều nhất này. Nó 3 ngày. Để có uống hết đó. Tắm gì? Tắm anh tắm rồi. Giấc tắm này chứ. Bảy cỡ thì tao tới 5 ngày rồi chưa tắm này. Không có 3 ngày hả? Thôi thì. Nhưng mà tắm là sáng nó tắm. Thế nó 3 ngày nó quê nó ở. Thì tắm tao tới 5 ngày. Và không tắm nó héo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.